huyện Phong Thổ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác biên giới và các văn bản pháp luật khác. Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng Công an, công chức tư pháp hộ tịch, trưởng các thôn bản, tổ dân phố của các xã thị trấn đã được thông tin về các nội dung như các quy định của pháp luật về phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, phòng chống tội phạm hình sự, trộm cắp tài sản, mua bán người ở khu vực biên giới, âm mưu, phương thức thủ đoạn tội phạm ma túy và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Buổi tuyên truyền là điều kiện tốt nhằm nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó góp phần củng cố kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ đảng viên thôn bản, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở, nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân.